ca dắt xa về đà đúc bình nhô ní ra dần sô ba phát cha tí hoặc phòng ốc nhà cửa bị quả tai thiêu đốt khi thân mạng hoặc khi thân hoại mạng chung ác tuệ sanh địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chính là tài sản ra đi, mười là nhà cửa, trà tỳ quả tai. Đến khi thọ mạng hết rồi, chung thân địa ngục đồng sôi lạ chảo dầu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã đọc bài xong. Và kính mời bàn tay của học giáo pháp. Xà thú cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con xin đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào quý Phật tử. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh và cô Đặng Đông cho con biết tín hiệu. Con xin đọc câu pháp cú số 140. Athawasa agara ni akki dahati ba wako kayasa ke da dup banyo ni ra yang so babat chati. Athawasa agara ni akki dahati ba wako kayasa ke da dup banyo ni ra yang so babat chati. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai tiêu đốt khi thân hoại mạng chung ác tệ sanh địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Athawasa agara ni akki dahati ba wako kayasa phe da đức bàn nhu ni ra dân sô ba bát cha tí. Chính là tài sản ra đi, mười là nhà cửa trà tỳ hỏa tai, đến khi thọ mạng hết rồi, chung thân địa ngục đầm sâu chảo dầu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Kính cảm ơn bác Watthana đã bỏ bài. Con xin nhận mic cho người tiếp theo. Sa thu lần thầy học giáo pháp mới vào room sao mà đọc tiếng Paris giỏi hay vậy. Xin chúc mừng nha. Mới vào mà đọc tiếng Paris lẹ hay đúng nữa. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 140. Athawasa agarani agidahati pavako kayasa pedadum panyo nirayang sopapachati. Athavatsa agarani agidahati pavako kayasa pedadum panyo nirayang sopapachati. Athavatsa agarani agidahati pavako kayasa pedadum panyo nirayang sopapachati. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung ác tuệ sanh địa ngục. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Chín là tài sản ra đi, mười là nhà cửa trà tỳ hỏa tai, đến khi thọ mạng hết rồi, chung thân địa ngục đồng sôi chảo dầu. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và Nam mô Bụt Tha Giá. Còn xin xuống mic cái Ngài Xích Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Bát Tha Ná. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Tri Tôn Đức Nhật Huỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, dạ cảm ơn Quỳnh Quá Tha Na, cảm ơn học giáo pháp. Dạ, con tri ân sư.
Dạ con thấy em ru con sợ. Dạ lúc này cái đường nét nó lu bu quá nên con sợ đạo tràng không nghe. Dạ con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 140. Cảm ơn Minh Quát Thana cho bài học. Athap Wat Sa Agara Ni At Girahati Ba Wakoka Ya Sat Be Da Duk Ban Nhờ ra dặn sợ bát bát chát tiết. Athakwat sắc aragara ni at gidahi. Con bị phân tâm con đọc không được. Dạ con xin đọc lại. Athakwat sắc aragara ni at gidahati ba qua cầu ca ya sắp bê đa đập bàn nhờ ni ra dặn sợ bát bát chát tiết. Athakwasa agara ni atkidahati ba wakoka ya sabeda đập bàn nhờ ni ra dạng sơ bát bát chát tiết. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung ác tuệ sanh địa ngục. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Athakwasa agara ni agiraha ti ba wa ko kaya sabe ra dup ban nyo ni ra yang so ba ba cha ti athawasa agara ni agiraha ti ba wa ko kaya sabe ra dup ban nyo ni ra yang so bà bát cha tiền. Athawasa agara ni agidaha ti ba qua cùng kaya sabe đà rút ban nhớ ni ra văn sơ bà bát cha tiền. Chính là tài sản ra đi, mười là nhà cửa trà tì hỏa tai, đến khi thọ mạng hết rồi, chúng thân địa ngục, đồng sôi chảo dầu. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức, con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, và con đọc ba lần kệ ba đồng cũng chưa thấy có vị nào vào đạo tràng để đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên, mà con thấy đại đức Tịnh Đạt đã vào đạo tràng rồi. Dạ sư có thể cho phép con thỉnh pháp sư sớm chút không bà tư? Nếu được sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ đại đức Tịnh Đạt có sẵn sàng chưa, có thể cho con xin thỉnh pháp sư sớm mấy phút không bà sư? Vậy là sư đang bận rồi. Dạ, nhưng mà giờ cũng không có cái bàn tay vị nào hết. Dạ, xa thú cũng tri ân sư. Dạ, xa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức. Đã, sao bên Mã Nhật Bình không thấy mà Vinh Quách Thanh Á thấy à? Vậy là Mã Nhật Bình có vấn đề rồi. Dạ, cảm ơn Vinh Quách Thanh Á. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ô bàn các pháp của kinh số 140. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Vinh Vát Tha Ná học giáo pháp Cẩm Vân Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng ta được đại đức Tịnh Đạt giải bài học ngày hôm nay câu pháp của kinh số 141. Và kính cảm ơn Huynh Quách Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Ta Ha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa Namo
ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bốt đa ha sa. Phạm thiên vận ngầm người khẩn quản a Phật nhận lời nhân chẳng gì hơi. Việc làm đạo dạy đời a nhâm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử a có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như a được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng có chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 141. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính lễ chư đại đức tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng tất cả quý vị có mặt ở diễn đàn pháp cú kinh. Dạ quý vị, dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ cảm ơn ban Quật Thành á. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu âm thanh tốt quá. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Ngày hôm nay thì như thường lệ ngày thứ sáu, chúng ta sẽ tiếp tục với bộ kinh Pháp Cú đến câu kệ ngôn số 141. Để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay thì Tịnh Đạt cũng xin được cung thỉnh chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng nhau lễ bái tam bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivadami sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục đến câu kệ ngôn pháp cú số 141. Và trước khi đi vào buổi sinh hoạt ngày hôm nay thì thưa quý vị rằng hôm nay là ngày 31 tháng 12, coi như là ngày cuối cùng tính theo lịch ở Việt Nam, giờ ở Việt Nam là ngày cuối cùng của năm cũ, năm 2021, và cũng như là chuẩn bị chào đón một cái năm mới, năm 2022. Thì chúng con cũng xin được kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị trước thềm năm mới được nhiều cái sự sức khỏe, sự tấn hóa, cũng như là đạt được những cái ước nguyện ở trong những cái dự định ở trong năm mới được thành tựu như ý nguyện. Nam Mô Bụt Tha Giá. Tuần rồi thì thưa quý vị rằng do là
Tịnh Đạt bị viêm hồng cho nên có thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền điền quyết cho một buổi, và đến hôm nay thì sức khỏe cũng tạm ổn định, cho nên Tịnh Đạt sẽ quay lại sinh hoạt với lại diễn đàn của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày nay. Câu kệ ngôn pháp cú số 141. Câu kệ ngôn pháp cú số 141 phẩm hành hình phạt Đôn Đa Quốc Trác. Dạ. Câu kệ ngôn 141 có nội dung như sau. Na na ga cha ri ya na cha ta na bang ka na na sa ka than di la sa yi ka wa ra cho wa chang lang oku ti ka pa tha nang so then di ma chang a vi tin na kang khang Na na ga cha ri ya na cha ta na bang ka Na sa ka than di la sa yi ka wa Ra chua chan lang o ku ti ka pa tha nang So then di ma chang a vi tin na kang khang Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho chết mình, tuyệt thực lằn trên đất, sống nhớp, xiên ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho chết mình, tuyệt thực lằn trên đất, sống nhớp, xiên ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, và cũng như là bản văn xuôi của Ngài Yên Đá Chanh Đá Chánh Thân. Không phải sự thực hành lõa thể, không phải các búi tóc, không phải sự bôi trét các bùn đất, không phải sự tuyệt thực hoặc sự nằm trên mặt đất, không phải bụi bặm và cấu ghét, không phải sự ra sức ngồi chồm hổm làm cho con người chưa vượt qua sự nghi hoặc được trong sạch. Nam mô Bụt Thầy nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú 141 này. Chúng ta có câu đầu tiên: Na naga chariya na chata na bangka. Chúng ta thấy hôm nay chúng ta học cái câu này, cái âm nhiều hơn so với những cái câu bình thường chúng ta học những cái câu khác. Na naga chariya Na cha ta na bằng ca. Na có nghĩa là không. Naga chariya là kết hợp giữa hai từ, đây là một cái từ ghép, naga và chariya. Naga là lõ thể trần truồng. Lõ thể trần truồng. Chariya ở đây đó là cái từ, đó là cái hành vi hay là cái hạnh. Chúng ta có gặp cái từ này ở trong cái từ vựng giống nhau thôi,
Thì để nhắc là chúng ta, khi chúng ta đọc chúng ta để ý, ở trong ân Đức Phật chúng ta cũng có gặp cái từ này. Chúng ta gặp là minh hạnh Vichacariya. Minh hạnh túc trong cái minh hạnh túc, chariya là cái hạnh, nagá là lọ thể, hạnh lọ thể. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta gặp là từ ná, cũng là không. Chata là búi tóc, và cũng ám chỉ cho là cái người không có cắt tóc mà chỉ bệnh lại thôi. Chúng ta thấy ở xứ Ấn Độ hay là những cái nơi mà những cái người mà họ không có cắt tóc, nhất là những người mà không có khả năng hoặc là không có cái điều kiện đó, thì tóc họ chỉ bệnh lại thôi, bệnh cuốn lại, bệnh quấn lại. Chata. Kế tiếp là ná, có nghĩa là không. Băng ca. Băng ca ở đây là chúng ta có cái từ đó là các cái bùn đất, và nó cũng nói lên là một cái hạnh, cái lối sống khổ hạnh mà không có tắm rửa mà chỉ chét bùn đất lên trên người, chét bùn đất lên trên người. Băng ca, sự chét, bôi chét bùn đất. Chúng ta có câu thứ hai. Nana saka handila sayika wa. Nana saka handila sayika wa. Nana saka. Ở đây chúng ta có cái từ là ná cộng với lại anasaka. Ná anasaka, chúng ta ghép lại thành nana saka. Ná có nghĩa là không. Anasaka. Anasaka là cái trạng thái không có vật thực. Không có vật thực thì chúng ta gọi đó là cái người tuyệt thực. Tuyệt thực. Anasaka là tuyệt thực. Và ná là không phải là cái hạnh tuyệt thực. Thandila sayika. Thandila sayika. Thandila cộng với lại sayika. Thandila là mặt đất, và sayika là cái người, là cái hành động, là cái người có cái hành động nằm trên mặt đất. Cái việc mà nằm á, thì đương nhiên là nằm thì đôi khi là nằm thì nằm trên một cái mặt phẳng. Đôi khi có người nằm trên chiếu, trên giường, trên đất, và thường thì không có cái từ thanh lý lá, chỉ nói cái hành động nằm thôi. Nhưng mà ở đây á, là đang nhấn mạnh về cái người mà có cái hạnh sống, có cái hạnh sống, cho dù là có chiếu, có mền, có gối, có giường, nhưng mà họ vẫn nằm dưới đất, không có nằm cái gì khác, không có nằm trên cái gì khác mà chỉ nằm trên đất, cho nên mới nhấn mạnh là Thandila Sayika, nằm trên đất, có cái hạnh nằm trên đất, hay là có cái lối sống nằm trên đất. Rồi chúng ta có cái từ kế tiếp là cái từ gì? Racho, chữ qua, qua có nghĩa là hoặc là
hoặc là ra chô chá chan lăng, ra chô chá chan lăng. Ra chô chá chan lăng. Ra chô có nghĩa là bụi bặm, chan lăng có nghĩa là cáu ghét. Ở trong cái phần trong cái phần của ngài Minh Châu, ngài dịch là sống nhớp đó, sống dơ bẩn á. Dạ. Anh đây có từ racho là bụi bặm, chan lăng là cấu ghét. Rồi tiếp tục chúng ta đến câu thứ ba. Uku ti kapathanang so then ti. Uku ti kapathanang so then ti. Ukutika pathanang, ukutika pathanang. Ukutika cộng với lại pathanang. Okutika có nghĩa là cái hạnh ngồi chồm hổm, hay là cái lối sống ngồi chồm hổm. Pathanang pathana là sự cố gắng, gắng sức, hay là cái sự duy trì, nỗ lực duy trì, hay là cái sự chúng ta nói như thế nào để dễ hiểu. Ngày chánh thân thì ngày dịch là sự ra sức ngồi chồm hổm, thì chúng ta cũng có thể hình dung được. Thường thường thì những cái việc này là ai cũng có thể làm được, nhưng mà để kéo dài một cái thời gian nhất định hay là làm thường xuyên thì cần phải có một cái sự gắng sức. Chúng ta có thể hiểu như vậy, chứ pathanang ở đây. Ukutika pathanang. So then tí, so then tí là làm cho trong sạch, làm cho sạch sẽ, làm cho trong sạch. Câu kế tiếp là mắt chăng á quý tinh ná căng khăng. Mắt chăng áo quý tinh nạ căng khăng. Mắt chăng có nghĩa là con người. Mắt chăng có nghĩa là con người. Awitina căng khăng. Awitina căng khăng. Awitina căng khăng có, chúng ta có hai từ là witina cộng với lại căng kha, căng khăng. Căng kha, căng khăng là cái sự hoài nghi hay là nghi hoặc, hay là cái sự thắc mắc. Witina ở đây chúng ta có từ witina là sự vượt qua. Vitina là sự vượt qua. Vì cái từ ví, ở trong cái từ ví, cái tiếng Việt ngữ ví đó, đó là vượt qua, băng lìa khỏi cái từ ví. Um,
Dạ, như vậy là chúng ta sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 141. Dạ, quý tin nó căng khăn. À, một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 141 có nội dung như sau. Nanagacariya na chata na bangka nanasaka thandila savika wa racho wa janlang ukuti kappathanang so thanti maichang avitina kankhang. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho chết mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhóp xiên ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Bằng cách lõa thể lang thang, hoặc là bệnh tóc cho than chết mình, hay là bôi mặt bùng sình, hoặc như tuyệt thực tốt hình sậy khô, tu gì đất bẩn nằm co, lấm lem bụi dính, phết nhơ dọa người. Ngồi xổm hoặc nhảy lôi trôi, nhịn ăn nhịn thở sống đời dị nhân, ấy là thanh lọc thanh tâm, hoài nghi trừ diệt thánh nhân đời này. Tha ngôi khổ hạnh đặc bài, nhân khổ quả khổ biết hay trí cuồng. Nam mô Bụt Thầy nhé. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 141 này. Và trước khi đi vào cái duyên sự thì xin được nói thêm một tí xíu về cái câu kệ ngôn pháp cú số 141 này. Ở đây chúng ta vừa đọc qua cũng như là vừa tìm hiểu qua về cái ngữ vựng của câu kệ ngôn số 141 thì chúng ta sẽ thấy được rằng Đức Phật Ngài đang liệt kê những cái lối sống hay là những cái hành sống phần lớn tồn tại ở Ấn Độ thời bấy giờ và ngay cả thời hiện tại. Nếu quý vị có dịp hành hương tại Ấn Độ, chúng ta cũng có thể bắt gặp. Đó là những cái hành sống, những cái lối sống mà trước khi Phật giáo, trước khi Đức Phật Ngài xuất hiện, Ngài tìm ra con đường trung đạo là phương pháp rất là phổ biến ở tại Ấn Độ. Vì cho rằng chỉ có cái mà thiểu dục bằng cách ép sát khổ hạnh đạt được cái sự hạnh phúc. Và cũng có những cái bằng chứng, những người đã đạt được những cái sự hạnh phúc bằng những cái phương pháp hành khổ hạnh, đó là những cái sự hạnh phúc của thiền định, sắc giới và vô sắc giới. Tuy nhiên cái hạnh phúc đó được ví như là đá đè cỏ, rồi nó cũng vô thường, không phải là hạnh phúc tột bậc. Mãi cho đến khi Đức Phật Ngài tìm ra con đường trung đạo, Ngài giảng dạy cho tất cả về con đường trung đạo, về bát thánh đạo, về tứ diệu đế. Và lúc đó thì mọi người chúng ta mới thấy rằng cái việc mà thực hành những cái hạnh như là tuyệt thực hay là ngồi xổm hay là nằm trên đất, hay là cho chết mình, hay là bệnh tóc vân vân, là một cái phương pháp
ép sát khổ hạnh, mong thiểu dục, cắt trừ các cái tham ái là một cái phương pháp không có tối ưu. Và bên cạnh cái phương pháp này thì Đức Phật Ngài cũng có trình bày một cái phương pháp để mà cảnh tỉnh. Ngoài cái việc mà tu khổ hạnh á, còn một cái con đường mà chúng sanh rất là thích đi, rất là thích theo, đó là lợi dưỡng. Ai thì cũng muốn sung sướng, ai thì cũng muốn được thỏa mãn các cái dục, ngũ dục. Và nếu mà đi vào con đường lợi dưỡng á, thì càng chết lớn. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, chúng ta đọc đến cái đoạn mà trình bày về hai con đường cần phải tránh xa, khổ hạnh và lợi dưỡng. Thì cái lợi dưỡng đó, Đức Phật Ngài dùng nhiều cái từ để mà diễn tả thấp kém. Còn đối với những cái phương pháp khổ hạnh, tuy rằng nó cũng là một cái con đường không phải dẫn đến cái hạnh phúc tối thượng, nhưng mà ít ra nó cũng là cái con đường tu hành. Và quay lại cái bài kệ ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng đây là những cái liệt kê về những cái hạnh sống, những cái lối sống tu tập về cái con đường khổ hạnh. Và những cái hạnh sống này, những cái cách sống này, nó sẽ không đạt được cái hạnh phúc và không gọi là không có được sự trong sạch, làm cho người đó được trong sạch nếu như tâm hồn của người đó còn phiền não. Thì đó là cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Tuy nhiên thưa quý vị, rằng Tịnh Đạt muốn trình bày ở đây ngày hôm nay ở trong cái câu kệ ngôn này không phải cái ý nghĩa của câu 141, mà chúng ta sẽ tìm hiểu một cái ý nghĩa khác trong cái duyên sự chúng ta sẽ tìm hiểu. Câu kệ ngôn pháp cú số 141 này được thuyết giảng khi Đức Phật đang ngự tại Chetavana, chùa Kỳ Viên. Thì ở trong tăng một cái trường hợp, một vị xuất gia, một vị tu sĩ đã xuất gia, và cái vị này trước khi xuất gia là một cái vị gia chủ giàu có. Khi mà đi xuất gia đó thì cái vị này không phải là xuất gia để tầm đạo, không phải là xuất gia để mà giải thoát. Ở trong chú giải có ghi rằng hoàn cảnh gia đình của vị này, khi mà cái người vợ gia chủ này mất á, thì cái người này mới tìm đến cái con đường xuất gia. Và có thể là do cái hoàn cảnh gia đình cho nên cái vị này xuất gia, chứ không phải là vì một cái thời pháp hay là vì một cái nhận thấy một cái sự khổ ải của thế gian mà chán nản đi tu. Cho nên khi mà xuất gia đó, cái vị này rất là chăm chút cho cái đời sống bình nhật của mình. Thay vì một cái vị xuất gia chỉ là tam y quả bát và đi khất thực ngày để mà sống, thì cái vị này lại chuẩn bị rất là chu đáo cho cái đời sống của mình. Xây cái tịnh thất thì to, có cả nhà bếp,
có cả người phục vụ và y áo thì phải tùy loại, tùy mùa, tùy buổi, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Và cái đời sống của một vị xuất gia nó không còn là cái đời sống để mà hành đạo nữa, mà là một cái đời sống được cung phụng đầy đủ. Thì khi mà các quý vị tỳ kheo bạn thấy cái vị này xuất gia mà có nhiều cái thứ như vậy đó, có nhiều cái tiện nghi như vậy đó, mới nhắc nhở, nhưng mà vị này không có nghe. Giống như là chúng ta bây giờ, thời đại bây giờ đó, là phải nói rằng vì cái này vì cái kia mà chúng ta bắt đầu tiện nghi. Trời nóng quá thì phải có cái quạt, bình thường thì chưa được, phải có quạt hơi nước. Cái quạt hơi nước thì nó cũng chưa có dễ chịu bằng cái máy điều hòa. Rồi trời lạnh thì đôi khi cần phải có nước nóng, nước ấm, rồi vân vân. Và vì cái này vì cái kia cho nên chúng ta dần dần chúng ta cũng tiện nghi cái nào phục vụ cho cái đời sống của mình tốt, tiện nghi thì chúng ta bắt đầu sắm sửa. Và nhiều khi đó là nhiều cái cản trở. Và khi mình được các cái vị tỳ kheo nhắc nhở như vậy thì cái vị này lại tạm cảm tỏ ra là khó chịu. Và cái câu chuyện này dẫn đến trình lên Đức Phật. Và ngay trước Đức Phật và Chư Tăng, khi mà được nhắc nhở đó, khi mà được nhắc nhở cái đời sống của một vị tu sĩ quá nhiều cái tiện nghi như vậy á, thì nó không có thích hợp. Thì cái vị này sau khi được nhắc nhở, chính Đức Phật ngài nhắc nhở, cái vị này lại tỏ ra rất là bất bình. Quý vị để ý tất cả đa phần những cái trường hợp trong kinh được ghi lại đó, câu chuyện nào, cái tình huống nào, mà cái sự kiện nào mà xảy ra mà đến gặp Đức Phật, Đức Phật ngài chỉ hỏi, ngài chỉ nhắc là cái vị đó lập tức được quy phục, coi như là được sắp tấn là cái vị đó nghe lời. Nhưng mà cái trường hợp này, trường hợp một trong những cái trường hợp rất là đặc biệt. Cái vị này khi mà Đức Phật ngài nhắc lại tỏ ra rất là khó chịu. Và cái sự khó chịu bực bội nó dồn cho đến độ mà cái vị này đứng giữa hội chúng có Đức Phật, người này lập tức cởi bỏ cái vai trái ra, quăng xuống đất. Thì cũng tưởng tượng giống như là một cái buổi tăng sự mà có một cái gì xích mích, hay là có một cái gì không có vừa lòng, mà đứng giữa chư tăng, đứng giữa Phật tử, mà một cái vị mà cởi bỏ cái y dây trái mà quăng xuống, thì một cái hình ảnh rất là phản cảm. Và phải nói rằng một cái khó chịu nó tột bực lắm, cho nên mới có những cái hành vi như vậy. Mà lại ngay trước chư tăng và trước có Đức Phật ngày có mặt ở đó, thì lúc đó thưa quý vị rằng Đức Phật ngày rất là từ tốn, ngày mới nhắc, ngày này tỳ kheo, ngày xưa ở trong những cái kiếp quá khứ đó, chính ngươi đã là đi tìm, đi tầm cầu rất là khó khăn, rất là gian nan,
với một cái pháp đó là tàm và quý. Thế nhưng tại sao đến ngày hôm nay ngươi đã đạt được, biết được cái pháp tàm và quý rồi, và được xuất gia vào trong giáo pháp của Như Lai rồi, tại sao ngươi lại có những cái hành động như thế trước mặt Như Lai và trước mặt chư Tăng? Thì ngay cái lúc mà Đức Phật Ngài nhắc đến cái tiền kiếp, Ngài nhắc đến cái quá trình mà cái vị này tầm cầu, cái gọi là tàm và quý, đã khơi gợi cho cái vị này quay lại nhìn bản thân mình, đứng trước mặt Đức Phật và chư Tăng chỉ còn cái y nội thôi. Ngày xưa thì không có cái hồng sắc như là bây giờ đó thưa quý vị, chỉ có cái y nội, y vai trái và cái tăng già lê, ba y. Khi mà cởi bỏ cái vai trái thì coi như là mình trần, chỉ còn cái y nội thôi. Cái vị này quay lại nhìn bản thân mình và nhìn xung quanh thì cảm thấy rất là mắc cỡ, rất là mắc cỡ. Và cái tâm của vị này cũng dịu lại. Sau đó thì vị này đã nhặt cái chiếc y vai trái của mình lên, đắp y chỉnh tề và ngồi chịu lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì lúc đó Đức Phật Ngài đã nhắc lại cái tiền kiếp ở trong quá khứ, cái quá trình mà cái vị này tầm cầu đi tìm cái tàm và cái quý, là cái hổ thẹn và cái ghê sợ, cái lỗi lầm, cái tội lỗi mà cái đời thường chúng ta dùng cái từ là mắc cỡ. Mắc cỡ đôi khi nó rất là nhẹ, mắc cỡ nó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái mắc cỡ ở đây nói về cái việc đó là những cái hành động tốt, những cái hành động xấu, những cái hành động xấu mà làm đôi khi không có ai biết mà chỉ mình biết, chỉ mình biết thôi. Thì chính vì cái việc mà chúng ta có nhiều cái sự mắc cỡ, cái sự hổ thẹn, cái sự mà không dám đối diện với bản thân mình khi mình làm việc xấu, nó sẽ giúp mình ngăn chặn không tiếp tục làm. Và chính vì thế mà mình sửa mình được, mình giữ được thân khẩu ý nó trong sạch được. Còn nếu như mà không có cái sự hổ thẹn, không có cái mắc cỡ đó, coi như là cái việc gì cũng dám làm hết. Cái việc gì cũng dám làm, nó không phải là cái người gian dạ, mà là cái người không có hiểu nhân quả, và cái người đó cũng không biết xấu hổ, hổ thẹn. Thì cái vấn đề gì họ cũng không từ hết. Chỉ cần thỏa mãn cho họ về cái mục đích của họ là họ làm được hết. Ở trong cái câu chuyện quá khứ á, thì lúc đó thì Đức Bồ Tát Ngài là một cái hoàng tử, và cái vị tỳ khưu đang bất bình á, là một cái thủy thần ở trong một cái hồ nước. Thì thủy thần á, được phép ai đi đến hồ nước lấy nước mà không trả lời được cái câu hỏi nó là thiên pháp là gì, Devatthamma, thì thủy thần sẽ bắt nhốt, sát hại. Nhưng mà khi gặp tiền thân của Đức Phật Gautama mà là vị hoàng tử đó, khi mà hỏi thiên pháp là gì thì cái vị hoàng tử đó đã trả lời cho cái thủy thần đó nghe. Xin phép quý vị chúng ta đọc lại cái câu kệ mà vị hoàng tử đã đọc cho
vị thủy thần đó. Đầy đủ tàm và quý, chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân ở đời gọi thiên pháp. Hiriyotapa sambanna sukathamma sambanna santo saburi saloke deva thammati vocareti. Đầy đủ tàm hòa quý, chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân ở đời gọi thiên pháp. Thưa quý vị, rằng đây là một cái việc mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ nhiều hơn, hơn là cái câu kệ ngôn Pháp Cú 141 mà chúng ta đang học. Bởi vì cái việc mà xấu hổ, hổ thẹn với bản thân, hay là hổ thẹn với cái người khác khi mà mình làm việc xấu, mình làm việc không tốt, nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà cá nhân, mỗi cá nhân không có được cái sự hổ thẹn hay là xấu hổ với cái hành vi của mình, thì cái tập thể của nhiều cá nhân như vậy đó, nó sẽ trở nên loạn. Nó sẽ trở nên loạn. Và cái lúc đó thì không còn cái phân biệt, không còn cái phân biệt tôn ti trật tự, không còn biết ai là cha, ai là mẹ, đâu là anh chị em, đâu là vợ con thân bằng quyến thuộc. Và nó hỗn loạn như là, như là cái hàng bàn xanh hay là súc sinh. Bởi vì cái cá nhân đó, cái tập thể đó không có cái sự xấu hổ hay là hổ thẹn với bản thân, cái hành vi của mình. Và hai cái pháp này á, được nhắc đến như là hai cái pháp gìn giữ hộ trì của thế gian, giúp cho cái xã hội, giúp cho cái đời sống của con người được bình đẳng. Chúng ta có nghe cái lời phân tích về cái chữ con người đó, thưa quý vị. Khi mà cái con đại diện cho là cái thú tính, và cái người đại diện cho là cái nhân tính. Khi mà cái con hay là cái thú tính, nó được định nghĩa như là một cái cá thể không có tàm quý, không có cái sự xấu hổ hay là hổ thẹn với cái hành vi. Quý vị thấy những cái loài gia súc, gia cầm, khi mà còn nhỏ đó thì nó bú sữa mẹ. Khi mà lớn lên nó đâu còn biết đâu là mẹ, đâu là anh em trong đàn. Hay như gà, khi mà nó lớn lên thì nó bắt đầu nó đá đánh nhau. Nó như là loài chó, loài mèo, vân vân. Thì mà khi mà nó lớn lên thì nó đâu còn phân biệt đâu là, đâu là cái tình quyến thuộc nữa. Và trong cái người đại diện cho cái nhân tính mà nó yếu, nó ít, thì cái con đại diện cho cái thú tính đó, nó sẽ trỗi dậy. Và khi mà cái thú tính nó càng nhiều, thưa quý vị, rằng cái xã hội nó sẽ hỗn loạn và rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho bản thân cái người, và nguy hiểm cho những người xung quanh. Bởi vì khi mà càng nhiều cái thú tính thì rất là dễ phạm pháp, phạm pháp, phạm tội, dẫn đến cái sự đau khổ đời này đời sau. Và cái người xung quanh, cái nạn nhân trực tiếp của những cái người
mà có cái thú tính nhiều trong người đó, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tài sản, đến tính mạng. Cho nên cái pháp mà tàm và quý, sợ hãi, hổ thẹn, xấu hổ với hành vi của bản thân mình, hay là xấu hổ với cái hành vi mà người khác hay biết, nó quan trọng. Nếu không có cái sự hổ thẹn hay là xấu hổ với cái hành vi của mình đó, thì nói chung là mình bất chấp, đi ra đường cũng không cần mặc quần áo, bất chấp. Rồi thì cũng không cần biết đó là thầy tổ, cũng không cần biết đó là cái người lớn người nhỏ, cũng không cần biết đồ đạc của người khác, giống như là một cái người không có nhận thức, một người khùng, người điên. Thì nhiều cái cá nhân mà thành tập hợp thành một cái tập thể như vậy thì phải nói rằng một cái xã hội hỗn loạn, không có trật tự. Chúng ta đang sống ở trên một cái quốc gia thì chúng ta nương theo cái luật pháp của quốc gia đó, và chính cái luật pháp nó sẽ răn đe cho những cái hành vi không tốt. Và chính cái hành vi, chính những cái răng đe nó sẽ tạo lên cái nhận thức. Thưa quý vị, rằng sở dĩ chúng sanh mà chịu luân hồi dây dẫn đó, bởi vì cái nhận thức còn rất là thấp. Ở đây Tịnh Đạt muốn sử dụng cái từ nhận thức hay là cái ý thức, ngay cả ở ngoài đời lẫn trong đạo chúng ta đều dùng cái từ này rất là phổ thông. Bởi vì cái nhận thức hay là cái ý thức mà ở ngoài xã hội đó không có được cái sự răn đe của luật pháp đó, thì rất là dễ phạm pháp. Nói chung là ra đường mà không có phạt, không có răn đe của luật pháp thì ai tham gia giao thông muốn đi chiều nào đi, ai muốn đi tốc độ như thế nào đi, rồi ai muốn cướp giật thì cướp. Thì chính vì cái sự có cái luật pháp răn đe, có cái sự bảo vệ của luật pháp đó, cho nên những cái hành vi nó sẽ bị hạn chế. Và chính bản thân mình nếu như có muốn khởi lên hay là muốn làm những cái hành động mà phạm pháp đó, chúng ta cũng sợ. Và chính vì cái răn đe đó cho nên chúng ta sẽ bớt nạn xã hội. Và trong đạo cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta không có cái răn đe của cái luật nhân quả luân hồi đó, chúng ta không có cái sự răn đe của cái việc mà là làm ác đó, phải chịu khổ đó, thưa quý vị, rằng không ai sợ hết. Chính vì không sợ cho nên mới tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì luân hồi. Cho nên đó, mà khó một cái là ở trong đạo đó, luật nhân quả không ai quản, tự người đó biết. Cho nên cái nhận thức càng cao, cái nhận thức càng cao, hiểu biết nhân quả càng sâu càng rộng, thì chúng ta sẽ tự tạo cho mình một cái răn đe. Nếu làm như vậy, nếu nói như vậy, nếu suy nghĩ như vậy, thì cái hậu quả nó sẽ như thế đó. Và chúng ta sẽ tạo cho mình một cái nhận thức, một cái ý thức. Và cái ý thức về nhân quả, nhận thức về nhân quả càng rõ thì chúng ta sẽ bớt được cái hành vi thân khẩu nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp xấu. Và chính vì bớt được cái hành vi thân khẩu ý xấu cho nên chúng ta sẽ tạo những cái thiện pháp. Và chính vì tạo những cái thiện pháp như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho cái con đường giải thoát. Chung quy đại đó là cái nhận thức. Ngay cả cái đời sống bình thường, ngay cả cái đời sống bình nhật mà chúng ta sống ở ngoài,
cũng cần phải có cái nhận thức, cần có cái ý thức. Ở trước một cái xã hội giống như là Tình có biết đó, là ở những cái nước phát triển như là ở Mỹ, ở Singapore, như là ở Singapore Tình đã có đi ở trên những cái tuyến xe mà xe công cộng đó, thì vì rằng sở dĩ ngày tại sao mà người ta nói là đất nước Singapore giống như là một cái công viên đẹp không có rác. Quý vị đi du lịch chúng ta sẽ thấy rất là mến, rất là yêu cái đất như vậy, rất là xanh sạch đẹp. Nhưng mà chúng ta đi, chúng ta sẽ để ý rằng tất cả những cái nơi công cộng đó, nó sẽ ghi một cái biển báo. Nếu mà xả rác nếu mà xả rác bị bắt đó, phạt rất là nặng. Hoặc là mang đồ ăn, đồ uống mà lên xe công cộng đó, tức là mang thì không sao, nhưng mà lên xe công cộng, lên xe buýt mà ăn mà uống đó, phạt rất là nặng, $500 đến $1,000. Thì tự nhiên bây giờ chúng ta có bê tha, chúng ta có cẩu thả như thế nào, nhưng mà đến những cái nơi đó tự nhiên cái chúng ta lại là người văn minh. Bởi vì sao? Bị phạt nặng quá. Ăn con cái bánh, uống con ly nước mà phạt $500, $1,000 thì nó đánh đổi quá nhiều. Hoặc là hút thuốc không đúng nơi quy định, nó phạt rất là nặng. Thì chính vì những cái phạt đó, những cái răng đe đó, nó sẽ tạo nên cái nhận thức hay là cái ý thức mà giúp cho cái đời sống hay là cái xã hội nó văn minh. Tiếc thay là ở trong chùa mình không có, ở trong đạo mình không có những cái phạt, xử phạt như vậy. Nếu mà xử phạt như vậy chắc Tình Đạt nghĩ chắc tu chắc ngon lành hơn. Nếu mà ai mà vô chùa hoặc là mà khởi lên cái tâm mà ganh tị hay là tật đố hay là cẩu có, phạt nặng nặng một chút thì tự nhiên chắc tu nó cũng khá hơn. Chỉ có cái việc răn đe phạt mới ra cái nhận thức. Còn cái người mà đã là cái người có nhận thức, có cái ý thức, được đào tạo, được giáo dục từ thở nhỏ thì thưa quý vị rằng nó rất là hiếm. Đa phần là sống theo bản năng, và khi cái bản năng đó nó gặp những cái sự cố thì bắt đầu mới có cái nhận thức. Thì làm sao đó, ở trong đạo thì chúng ta không có những cái luật như vậy, mà chúng ta chỉ có cái luật là tự mình biết mình thôi, tự mình răn đe mình thôi. Thì làm sao đó, chính bản thân mình phải tạo cho mình những cái nhìn nhận thấu rõ. Bởi vì quý vị mới thấy làm sao mà những cái vị Bồ Tát, nhất là những cái vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện mà chánh đẳng chánh giác đó, chúng ta nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng nhân chúng sinh sợ quả. Tại sao Bồ Tát lại sợ nhân mà Ngài không có làm những cái việc xấu? Tại vì Ngài có cái tính răn đe rất là lớn. Khi mình tạo cái nhân như này, nó sẽ cho cái quả rất là khổ. Mà chúng sanh thì không có thấy. Chúng sanh thấy cái nào khỏe, cái nào sướng, cái nào ngon là cứ hưởng đi. Rồi cái quả tính sao? 20-30 năm nữa hay là 1-2 kiếp nữa mới xảy ra thì còn lâu quá. Cho nên bây giờ cứ hưởng. Chính vì cái răn đe nó còn quá là, cái sự hiểu biết về nhân quả nó cũng quá là hạn hẹp, cho nên cái tính răn đe nó rất là thấp. Và chính vì cái mức răn đe thấp hoặc là hành phạt thấp thì nó tạo ra là người ta không có sợ. Phạt nhiều, phạt nặng là tự nhiên nó sợ. Thì thôi, hôm nay thì cái câu kệ ngôn pháp cú số 141 đó, thì chúng ta sẽ học đó là những cái hạnh sống hay là cái cách sống của những người khổ hạnh. Và Đức Phật Ngài nói rằng những cái hạnh sống đó sẽ không có dẫn đến cái hạnh phúc tối thượng.
Và trong cái duyên sự vô tình chúng ta học được một cái bài học về cái câu chuyện giữa vị hoàng tử và một cái dạ xoa thủy thần. Và cái quá trình mà cái vị dạ xoa thủy thần này đi tìm, đó là tìm về cái thiên pháp. Và vị hoàng tử đã nói cho cái dạ xoa thủy thần này thế nào là thiên pháp, đó là tàm và quý. Và sau cái thời giảng sách tấn đó, thưa quý vị, rằng cái vị tỳ kheo sống sung túc đã trở nên bình tĩnh lại, đã trở nên khiêm tốn lại, và đã giúp cho nhiều quý vị tỳ kheo khác hiểu được giáo pháp sau cái thời giảng của Đức Phật. Và Tịnh Đạt cũng xin được kết thúc cái bài chia sẻ qua câu kệ ngôn pháp cú số 141 tại đây. Một lần nữa thì trước thì năm mới, năm 2022 theo giờ Việt Nam, cũng một lần nữa xin kính chúc sức khỏe và chư tăng và tất cả quý vị. Và cũng xin được thông báo cái sự cúng dường của gia đình cô Nguyễn Thị Thanh Loan và cô Rạng Đông, cúng dường đến chư tăng, chư vị giảng sư ở kinh về diễn đàn Pháp Cú Kinh. Một lần nữa xin được tán thán công đức của gia đình các thí chủ, và cũng xin chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cho lời sa thú với công đức của gia đình cô Nguyễn Thị Thanh Loan và cô Rạng Đông, cúng dường đến chư vị giảng sư và chư tăng tại diễn đàn Pháp Cú Kinh. Một lần nữa xin được sa thú với tấm lòng của các quý vị. Và bây giờ thì xin mời các vị MC trở lại với diễn đàn để chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, xin mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến thượng tọa minh hạnh. Vata sabba mangalang rakhan to sabbe de vata sabba buddha nu ha we na sada sa thi pa wan tu te vata sabba mangalang rakhan to sabbe de vata sabba dhamma nu ha we na sada sa thi pa wan tu te bà quát tu sắp bà mang ra lăng ra khăn tu sắp bê đê quát ta sắp bà sang khá nữ hóa quê nê sa đà sở thị bà quán tu tê. Tất cả phương văn có đến người cầu xin chư thiên hữu trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thượng đường đến người. Cầu xin cho quả có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì.